Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm do nhu cầu sử dụng hàng hóa của người dân tăng cao. Để phục vụ nhu cầu của người dân, tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã sẵn sàng kế hoạch cung ứng nguồn hàng hóa dồi dào với giá cả ổn định. Vào thời điểm này, các siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ đã bắt đầu chuẩn bị nguồn hàng hóa lớn cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2021 như bánh kẹo, nước giải khát, hàng may mặc. Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, siêu thị, đại lý bán hàng đều có kế hoạch tăng khoảng 10 đến 30% lượng hàng dự trữ so với Tết năm trước. Tại siêu thị Cấp Mát Kon Tum, để chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ Tết, ngay từ giữa năm, siêu thị đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp tăng cường lượng hàng thiết yếu nhằm chủ động nguồn cung dự trữ. Trong đó, phần lớn ưu tiên đầu tư cho nhóm hàng bình ổn thị trường gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt heo và trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau, củ quả, hải sản và các loại đặc sản Tết. Về cái chất lượng hàng hóa thì đơn vị luôn quan tâm đến cái chất lượng để đảm bảo để phục vụ đến người tiêu dùng. Thì đơn vị làm việc với các nhà cung cấp đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có những cái giấy tờ công bố chất lượng, giấy kiểm nghiệm đầy đủ, đúng theo cái quy định của luật hiện hành. Về bình ổn giá thì đơn vị có đăng ký bình ổn giá tại Sở Công Thương. Cái trị giá hàng bình ổn, hàng thiết yếu tầm khoảng hơn 5 tỷ. Cái trị giá hàng phục vụ trong cao điểm Tết thì khoảng hơn 40 tỷ. Thấy ở gần dịp Tết này thì thấy hàng hóa ở trước thì thấy cũng nhiều, trưng bày nhiều và thấy phong phú. Giá cả thì cũng bình thường, bình ổn chứ không có tăng lên. So với ở ngoài thị trường thì thấy giá cả ở đây như thế nào? Chất lượng sản phẩm ra sao? Giá cả thì tốt, vừa bình vừa chém được những cái mặt hàng lúc nào mà có khuyến mại hay là có sale thì mình lựa chọn phù hợp với túi tiền. Khi mua hàng ở đây thì thấy có yên tâm hơn so với mua ở ngoài không? Cực kỳ yên tâm. That's okay. Không chỉ ở siêu thị, tại các đại lý phân phối, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ trên địa bàn đã chủ động số lượng lớn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán. Trong thời gian này, lực lượng quản lý thị trường đã và đang tăng cường kiểm tra nguồn hàng dự trữ tại các siêu thị, cửa hàng nhằm đảm bảo về chất lượng, nguồn hàng có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với người tiêu dùng. Mình cũng nhập hàng là có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên hàng Việt Nam là trên hết. Còn những mặt hàng mà nhập khẩu thì phải có tem phụ, có nhãn mác, với có hóa đơn rõ ràng. Đặc biệt là so với dịp Tết Nguyên đán thì cửa hàng chúng tôi luôn luôn có bộ phận phân biệt rõ ràng nguồn nhập hàng, người ra đơn hàng, người kiểm định hàng, người phân loại hàng hóa rõ ràng để đến tay người tiêu dùng được an toàn nhất và bảo đảm nhất. Các đối tượng mà kinh doanh cũng lợi dụng vào trong cái thời điểm này có thể trà trộn những cái hàng hóa là không rõ nguồn gốc, kém chất lượng đó, rồi đưa vào tiêu thụ trong cái thời điểm này. Và đồng thời đây là cũng là cái dịp mà chúng tôi là tăng cường để nắm bắt và xử lý những cái hành vi buôn bán gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Tum. Do đó trong thời gian này là anh em lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường chủ động nắm bắt địa bàn và phối hợp với các lực lượng chức năng trong tỉnh để tăng cường kiểm tra kiểm soát địa bàn, ngăn chặn xử lý nghiêm các cái hành vi mà gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Tum. Việc các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động nguồn hàng hóa phục vụ Tết nhằm góp phần ổn định thị trường đã giúp người tiêu dùng được tận hưởng Tết cổ truyền vui vẻ, an toàn.